giọt nước mắt. MC truyền hình không mắc gì nhảy vô đó lúc nào cũng khóc. Anh sẽ gọi em là hoa hậu của TVP. Một mình em nói, một mình phán đoán và một mình em áp đặt vô đầu anh luôn. Người phụ nữ họ cũng chỉ quan tâm cái món quà họ nhận thôi mà. Chứ bây giờ cấm xấu quá mà có tặng họ nhìn một lúc cũng chán. Hư là gì? Có quá ghê gớm không? Em là gái hư hay gái ngoan? Câu chuyện chặt cái gì của Huy là... Chẳng có một tình đầu luôn đau khổ như anh Khoa nói. Đây là cái giây phút mà anh không bao giờ mong đợi. Vì nó giống như là từ chối cơ hội đối thoại. Chào mừng top 6 của gương mặt truyền hình 2018. Ngày hôm nay các bạn đang đứng trước một thử thách, đó chính là thử thách trở thành những diễn giả kể lại câu chuyện chính cuộc đời của mình. Để làm được điều này, yếu tố diễn xuất đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Kiến thức đó ngày hôm nay sẽ được cung cấp bởi đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. The TVP có một mác rất là mới, nó cung cấp cho một cái nền truyền hình của chung những cái con người mà đa năng hơn, đi theo sự phát triển ngày càng cấp tiến của ngành truyền hình. Một nguyên tắc cấm kỵ nhất đối với những chương trình cần tham gia cảm xúc là người dẫn chương trình tham gia diễn luôn thành một nhân vật. Sau khi các bạn xong phần diễn, các bạn trở ra thành người dẫn lấy thông tin. Sự đứt gãy đó khiến cho người ta không tin về thông tin các bạn đã cung cấp. Đó là sự nguy hiểm lớn nhất của người MC mà không hiểu gì về diễn mà tham gia diễn xuất luôn. Dẫn chương trình không phải là diễn viên, cho nên cái diễn của người dẫn chương trình nó phải ở đâu, lúc nào và liều lượng làm sao cho phù hợp. Diễn là gì? Là chúng ta mô phỏng một trạng thái cảm xúc. Cái mô phỏng đó thì đối với điện ảnh đòi hỏi những cái gì, đối với một sân khấu kịch đòi hỏi những cái gì, thì sẽ khác biệt nằm chỗ nào ấy? Ở chỗ là diễn cho ai coi. Khán giả sân khấu ngồi có một mặt phẳng, người diễn viên đứng tiếp bên kia, tất cả hành vi, giọng nói, điệu cười, trang điểm và mọi thứ biểu hiện phải lố hơn ở ngoài đời thì khán giả hội tiếp nhận được nó. Diễn xuất điện ảnh nó khác sân khấu ở chỗ là gì? Nó có máy quay, đôi khi chúng ta chỉ cần đứng yên thôi, chỉ cần một cái chớp mắt chúng ta được cũng được tạo nên một cảm xúc. Một bên phải làm nhiều thứ để khán giả ở xa nhất họ hiểu, còn một bên phải làm cái để tinh tế nhất. Truyền hình thì lại bao gồm cả sân khấu, bao gồm cả điện ảnh. Yes, rõ ràng. Cho nên TVP rất khó ở chỗ là chúng ta là những người đưa tin, chúng ta phải hết sức ý thức về nói làm sao để người ta tin nó thiệt, nói làm sao để người ta thiện cảm với chương trình, hiểu nội dung mình truyền đạt. Tất cả những thứ đó nếu mà đi quá giới hạn của nó là chúng ta bị diễn. Người MC truyền hình hãy nên tiết kiệm giọt nước mắt để dành cho diễn viên người ta khóc. Hay MC hay ở chỗ là nói làm sao cho nhiệt nó khóc. Với anh, người MC chỉ được quyền có nghệ sĩ tính. Khi vào công việc, người MC không phải là nghệ sĩ mà nó là sự đúc kết của sự thông tuệ, thói quen làm việc có kỷ luật và sự chuẩn bị khoa học. Sài Gòn là vùng đất của mơ ước, là La La Land, bởi vì ở đây chúng ta có tất cả những thứ mà rất phù hợp với chương trình thiếu nhi. Tuy nhiên có những cái chỗ lý lấy biệt kịch. Lúc đó mang cánh cá đi bán, một đầu là cá, một đầu là tôi. Anh sẽ gọi em là hoa hậu của TVP, không phải vì em đẹp. Nó tạo ra gì biết đứa biết không? Một sự tin cậy. Nó chạm gần như là đúng vai. Nó hư rồi. Được nghỉ một tháng trong một ngày. Dừng. Được nghỉ một ngày trong một tháng. Hồi nãy em nói một tháng trong một ngày. Diễn giả mà đưa ra làm như vậy là làm bị sao? Ở những cuộc thi khác, tôi chỉ thấy được cái đẹp mà ít thấy được sự thông minh. Riêng là TVP, tôi thấy được sự thông minh mẹ. Dạ, tôi rất yêu anh có yêu tôi không? Có những cái nó trôi đi tuồn. Có một vài anh chị đi trước, mình cảm thấy là họ dẫn rất là hay, thông tin họ đưa rất là chính xác. Nhưng mà tại sao khán giả họ xem họ lại cảm thấy phản cảm? Thì ngày hôm nay, Phương Huy có thể hiểu rõ hơn lý do vì sao mà khán giả lại cảm thấy như vậy. Mình đã ngộ ra được nhiều điều hay về việc dẫn chương trình hay là diễn chương trình. Mình học thêm được một kỹ năng, đó là phân biệt được cảm xúc. Mình biết cân bằng và điều tiết được cảm xúc đưa vào như thế nào là phù hợp. Mình phải sợ bởi vì diễn gì bị lố, không chính chuyên là một MC nữa. Cảm thấy là có vẻ tự tin hơn. Tự tin vì mình biết là cái mình sắp làm nó sẽ phải được đi theo hướng nào. Thưa đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, nếu như tôi hỏi anh sẽ bỏ lá phiếu nào cho quán quân, thì tiêu chí mà anh sẽ lựa chọn người để mình chọn là một chương trình thì đẹp, mà đẹp không để làm gì á thì đừng đẹp. Các bạn cũng biết trong quá trình làm chương trình, một người dẫn chương trình đó phải gặp hàng ngàn thứ trục trặc. Làm truyền hình phải biên tập giỏi thì người đó mới có khả năng cứu lên chương trình, khả năng nâng chương trình lên. Thứ hai, khả năng tự tạo ra cho mình thương hiệu và sự khác biệt. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và như thường lệ, với những chuyên gia đào tạo tham gia với gương mặt truyền hình 2018, chúng tôi cũng rất trân trọng để dành tặng một biểu tượng vàng của chương trình. Còn một cái thông điệp cuối, phim ảnh thì với anh thì nó cũng là một trò chơi. Anh sẽ cùng các bạn dẫn thêm một cái vai nhỏ nào đó trong phim của anh, bởi vì các bạn xứng đáng được hơn. Công
công đoạn đầu tiên mà đối với các bạn người dẫn chương trình đó là cái công đoạn mà chuẩn bị cho mình về ngoại hình, chuẩn bị trang phục. Với người dẫn chương trình không bao giờ mang hai bộ mà phải mang 3 hoặc là 4 bộ thì chúng ta có phương án backup. Theo nữa là khi các bạn cầm cái bảng như thế này á thì các bạn sẽ gặp anh Hưng, chị Ly hay là chị Minh Tuyết để cùng lắng nghe xem là họ có dặn dò cho mình cái gì hay không. Thì hôm bữa là anh Vi có dặn cái gì vậy? Dũng thử luôn đi. Dạ. Cái tiếng một đầu. Bây giờ em bước ra thì dạ, em có thể nói vui luôn cũng được mà. Khi mà nhạc vừa vang lên, các bạn sẽ đi thẳng hướng này ra và các bạn sẽ đứng ở cái vị trí này và các bạn sẽ quan sát hết toàn bộ không gian này. Khi chợ hoa, nơi mà những cô gái khoe sắc từng tạo dài. Xin được chào mừng top 6 của gương mặt truyền hình 2018. Các bạn thân mến, một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng của người dẫn chương trình đó chính là kỹ năng phỏng vấn. Và ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho các bạn một cơ hội phỏng vấn trực tiếp doanh nhân Lê Đăng Khoa với nội dung anh Khoa chưa hề biết trước được kịch bản mà các bạn đưa ra là gì. Trên nền tảng này, chúng tôi muốn nhìn thấy được khả năng xử lý, khả năng biên tập, sự thông minh khéo léo của các bạn. Và bây giờ, chúng ta cùng bước vào phần talk show cùng doanh nhân Lê Đăng Khoa. Suy nghĩ rất là nhiều về vòng thi này và nghĩ nhiều đến nỗi mà tối qua ngủ mơ thấy anh Khoa luôn. Mình sẽ lựa chọn cho mình một hướng đi nó nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Khác với những thí sinh khác là cố gắng tìm hiểu thật nhiều thông tin về anh. Trung hậu hạn chế để tránh gây những cái ảnh hưởng trong cái lối tư duy của mình. Ngân lựa chọn cách phỏng vấn tuy là vẫn hướng về kinh doanh, về những công việc mà anh đang làm nhưng sẽ tạo một cảm giác ấm áp hơn. Talk show là một trong những thể loại được gọi là khó nhất dành cho MC. Bởi vì mình không thể kiểm soát được khách mời họ nói gì thì tôi cũng có một đôi chút lo lắng. Xin chào, chúng ta đang gặp lại nhau trong chương trình Cà phê cùng Uyên. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đó chính là doanh nhân Lê Đăng Khoa. Xin chào anh. Không biết là vào buổi sáng có một cái loại thức uống nào mà thói quen của mình không? Một ly cà phê sữa đá, rất là ít sữa và một bình trà lại. Anh có thể dùng thức uống của chương trình đó. Anh có tự thấy mình là người bận rộn không ạ? Anh là một người bận rộn vừa phải. Những lúc mà mình cảm thấy là áp lực nặng nề trong cuộc sống á, đâu sẽ là nơi để anh tìm đến chia sẻ? Anh có khá là nhiều kênh để chia sẻ. Gia đình của anh cũng có, anh có những người bạn thân mười mấy năm cũng có. Nhưng thật ra thì cái công việc nó chỉ gọi là áp lực khi mà em làm và em không thích. Còn đối với anh thì tất cả những cái việc anh đang làm đều là những việc anh không thích. Gia đình hay là bạn bè đều là những nơi để anh tìm đến và cảm thấy êm đềm, bình yên hơn đúng không? Vậy thì có phải là khoảng thời gian ở bên cạnh gia đình và đặc biệt là khoảng thời gian mà sau khi đi du học trở về, đó có phải là khoảng thời gian êm đềm nhất trong cuộc đời anh? Tới bây giờ vẫn là êm đềm nhất, sau này cũng sẽ là như thế. Em xin phép mời anh cà một phê. Ly cà phê. Có một lần anh chia sẻ như thế này: khởi nghiệp cũng giống như tình đầu vậy. Ta đầu tư rất là nhiều, ta kỳ vọng rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng nó sẽ làm cho ta đau. Em có trải qua tình đầu chưa? Dạ rồi ạ. Đau không? Đau. Và đại đa số thì cuộc tình đầu nó không có bền vững. Và nếu như nó đã là một cái định luật thì thật ra nó cũng chả gì gọi là lớn lao. Và nếu những gì nó đã là buồn, nó đã là không vui thì việc của mình là phải cố gắng vượt qua, vì ngày mai nó không có nợ gì của ngày hôm nay cả. Em nghĩ như thế này: nếu như mà cuộc đời cho mình hai loại gia vị, một là ngọt ngào giống như là sữa, hai là vị đắng giống như cà phê, thì anh Khoa là một người pha cà phê sữa rất là giỏi. Em có những cái mang tính chất hình tượng là đi cà phê đen, đi sữa tươi, đi cà phê sữa. Về tâm lý đám đông, em khiến người xem rất là dễ hình dung, rất là dễ bị cuốn theo câu chuyện của em và rất dễ nhớ. Bây giờ cho anh hỏi là giờ ba ly này em uống ly nào? Em thường thì uống cà phê sữa. Em tự pha hay là người ta? Bình thường thì em vẫn tự pha. Có nghĩa là nếu cuộc đời của em gặp gì cay đắng em sẽ biết tự động bỏ sữa vô đúng không? Đúng rồi ạ. Có một câu anh rất là thích mà anh muốn dành cho em: sống nó sẽ luôn luôn sự hòa trộn giữa những thử thách, niềm vui. Chúng ta chỉ sống có một lần trong đời thôi, nên cho dù là thách thức chúng ta cũng nên cảm nhận nó một cách tốt nhất. Cuộc sống là những điều hòa trộn, việc chúng ta trộn như thế nào đó là cách mà chúng ta nhìn nhận vấn đề. Chúng ta phải chủ động trộn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Phương Uyên bề ngoài rất là sáng, điềm đạm, đủ gây ấn tượng và cũng đủ chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Talk Show cùng gương mặt truyền hình 2018. Khách mời đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta là doanh nhân Lê Đăng Khoa. Xin chào anh. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã nhận lời đến tham dự chương trình trên trang Instagram của anh. Là hiện nay có tới hơn 90.000 người theo dõi. Có khi nào mà anh nhớ được con số trước khi mà mình được nhiều sự quan tâm như vậy là bao nhiêu không ạ? 20 mấy ngàn. Mối quan tâm được dành cho anh Khoa nhiều hơn thì cuộc sống của anh Khoa thay đổi như thế nào ạ? Nói mà không có thay đổi thì nó cũng không có chính xác. Cái thay đổi nhiều nhất đó là bắt đầu mình cũng phải có một cái sự chuẩn bị về hình tượng của mình. Nhưng mà thật ra thì bản thân anh thì nếu em có thể coi Instagram của anh trước và sau thì gần như anh vẫn như thế. Vì anh vẫn muốn cái mọi người thấy phải là anh chứ không phải là một phiên bản Khoa nào đó. Em thì rất ấn tượng với cách anh làm, với các thương hiệu của mình. Gần đây thì em có theo dõi The Cake Factory, thấy là mình có theo một cái trend là làm bánh theo bộ phim Zinni
công lược. Việc bám trend, theo trend có phải là ưu tiên của anh Khoa trong việc đẩy mạnh đem tới cái hình ảnh gần gũi của thương hiệu đối với khán giả? Cái vấn đề bắt trend nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà có thể nói là cái việc bám trend và ưu tiên trend cũng là một cách để mình gây sự chú ý nhanh nhất. Chắc chắn, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Nó chỉ có thể gây được sự chú ý nhanh nhất khi mà cái sản phẩm của em nó phải thực sự là ấn tượng. Với một thương hiệu cá nhân cũng y chang như vậy. Như anh vừa nói, với thương hiệu cá nhân cũng y chang như vậy. Thì em thấy hiện nay nhiều cá nhân đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, họ thường áp dụng hai hướng. Một là sẽ tạo những câu chuyện nhân văn, có tình thương, có sự thông cảm chia sẻ. Hoặc là họ sẽ đi theo hướng tạo scandal, gây sốc. Bản thân anh là một doanh nhân, anh chắc chắn là không bao giờ ủng hộ cái cách mà làm thương hiệu cá nhân dựa trên scandal. Thương hiệu cá nhân của một doanh nhân nó ảnh hưởng rất lớn tới cái thương hiệu, tới uy tín của cái công ty đó, ảnh hưởng rất lớn tới chén cơm của tất cả những người cộng sự, những người nhân viên. Nếu như anh vô ý thức tới cái mức anh đi lên mà con đường scandal, cái quan điểm cá nhân của anh, cái người đó không xứng đáng là người đồng tạo trong doanh nghiệp. Thực tế là có rất là nhiều bạn trẻ muốn nổi tiếng, có thể trong giới giải trí hoặc nghệ thuật, họ lựa chọn scandal và gây sốc. Anh đánh giá như thế nào về cách đi này? Cá nhân anh sẽ không bao giờ đưa ra một cái nhận định trong một cái lĩnh vực mà anh không rành. Đối với Thanh Thanh, anh ấn tượng rất là lớn với cái giọng nói của em. Em đang sở hữu một cái vũ khí theo anh khá là khác biệt. Thứ hai là nhắn là gì? Cái buổi phỏng vấn của em nhanh, dễ hiểu. Nó mang được một cái thông điệp rất là cụ thể, thương hiệu cá nhân. Nó sẽ giúp cho cái cuộc phỏng vấn đó được gây chú ý bởi những người họ đang cần cái kiến thức. Nếu ví như Thanh là một cơn gió nhẹ thì khách mời ngày hôm nay sẽ là một cơn bão. Hy vọng rằng một chút cảm hứng từ cơn bão đó sẽ giúp cơn gió như Thanh có thể thăng hoa. Và ngày hôm nay khách mời của chương trình đó là doanh nhân Lê Đăng Khoa. Chào em. Dạ em chào anh. Để bắt đầu câu chuyện thì em đặt cho anh một vài thử thách. Đó là những câu hỏi nhỏ. Giữa đá cầu và nhảy dây anh chọn cái nào? Không chọn cái nào hết. Với màu xanh lá cây và màu đỏ thì anh chọn màu nào? Xanh lá cây. Với việc trở thành nhà vô địch và làm việc mình thích thì anh chọn cái nào? Làm việc mình thích. Câu hỏi đã hết. Và bây giờ tại sao anh không chọn giữa đá cầu và nhảy dây? Anh thích những bộ môn thể thao khác. Chọn màu xanh lá cây vì sao vậy ạ? Cái cảm xúc thôi. À, em nói một chút về màu đỏ. Màu đỏ là một sự nổi bật giữa đám đông, là một người luôn luôn nhiệt huyết, luôn luôn truyền cảm hứng cho người khác. Vậy sao em không mặc màu đỏ hôm nay? Em chọn màu này nó trùng màu với anh. Sao biết em mặc màu gì? Tại vì vô tình nó thành sự hữu tình. Còn về màu xanh thì là một màu tươi mới, bình yên đến lạ lùng, một người luôn luôn nghĩ cho người khác. Ở đây thì em có chuẩn bị sẵn hai hình ảnh. Anh chọn màu xanh, em xin phép tặng anh màu xanh. Anh luôn luôn là người truyền cảm hứng cho những bạn khác nữa, em tặng lên màu đỏ luôn. Trở thành nhà vô địch hay đơn giản chỉ làm điều mình thích thôi thì anh chọn làm điều mình thích. Vì sao? Anh luôn thích trở thành một cái người mà không là gì cả, chỉ có trong cái thế giới đó anh sẽ có động lực rất là lớn mỗi ngày để vươn lên. Mình không có quan tâm là mình hạng mấy đúng không anh? Mình không quan tâm là mình hạng mấy. Lúc mình bắt đầu, một khi đã chạy đua rồi thì mình phải quan sát, nghiên cứu thật là kỹ, coi cái người đang dẫn đầu đường đua đó họ có những tố chất gì và tại sao họ đang dẫn đầu. Là mình trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất học được tất cả những kỹ năng đó. Em tạm gọi đó là đam mê. Đam mê có công thức. Anh có công thức chung không anh? Cứ nghĩ mình là cái người ở cái chỗ thấp nhất. Em sẽ có được sự khiêm nhường. Khi đủ sự khiêm nhường, em sẽ có động lực để học hỏi, có động lực để lắng nghe, có động lực để cải thiện bản thân của em. Thanh thì chắc hơi có bí hơi nhiều. Thứ nhất, khi em ngồi trong một cái buổi phỏng vấn, mặc dù máy quay chưa bật, em cũng không thể nào thực tập được. Cái vấn đề nó là gì? Khi mà mình căng thẳng quá, khi mình lại bị vô một câu chuyện, luôn mong muốn là gì? Cái vị khách mời của mình nó phải đi theo cái đường dây câu chuyện của mình. Phỏng vấn bắt đầu lên một phát, một cái người vị khách mời họ không nói theo hướng đó, em hoang mang liền. Và cái nữa là gì? Có anh đặt anh là cái vị trí người coi á, anh không có cảm nhận được là cái thông điệp em muốn khai thác rõ ràng nó là cái gì. Trường hợp của Phạm Thanh thì sẽ gặp lại trong trường hợp của Đinh Hoàng Ngân phải không anh? Anh lại đánh giá cao cái phần của Ngân cao hơn Phạm Thanh. Anh ơi, có vẻ như là anh Khoa rất là thích chinh phục những thử thách. Uh-huh. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay bằng một thử thách nhỏ, đó là trả lời câu hỏi nhanh. Công việc đầu tiên của anh là gì? Kinh doanh phân bón. Thành công đầu tiên của anh là gì? Nói thiệt là tới giờ vẫn chưa cảm thấy có cái gì quá thành công. Vậy thì anh có cảm thấy mình thất bại bao giờ chưa? Rất nhiều. Dự án mới nhất mà anh đang tập trung sức lực là gì? Anh tập trung sức lực vô rất nhiều dự án một lúc. Nếu mà đang ở một cái độ tuổi mà mình rất là sung sức thì chúng ta nên tập trung vào cái khả năng chúng ta giỏi nhất hay là chúng ta nên trải nghiệm càng nhiều càng tốt? Từ 30 đổ xuống thì mình cứ trải nghiệm để mình phải biết được cái thứ gì mình yêu thích và thứ gì mình mạnh. Rồi một khi mình đã cảm được cái gì mình yêu thích và mạnh rồi, phải tập trung để trau dồi, để mình biến đó thành một cái vũ khí mạnh nhất mà mình sở hữu được. Và em có một món quà đặc biệt ngày hôm nay muốn dành cho anh Khoa. Anh là một người thầy đã từng nâng đỡ em trên con đường sự nghiệp, đỡ em về mặt tinh thần. Sắp tới ngày 20/11, em xin chúc anh là luôn luôn trẻ, luôn luôn đẹp để có thể nâng đỡ và dạy dỗ nhiều đàn em hơn. Em nghĩ là Thùy Dương sẽ nhớ đến anh không những bây giờ mà còn nhiều năm về sau nữa. Cảm ơn em. Thưa quý vị, một người thành công chỉ cần chúng ta nắm bắt được những cơ hội thì chúng ta sẽ thành công. Thế nhưng để truyền đạt thành công đó đến với người khác thì không phải ai cũng làm được. Và chúng tôi có anh Lê Đăng Khoa. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
lại đánh giá cao cái phần của Ngân cao hơn bản thân một chút là gì? Ngân cho anh thấy cái gì? À, ok, cái thông điệp mà Ngân muốn khai thác là làm sao anh có thể truyền cảm hứng cho người khác. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Làm Bạn Cùng Sao, và tôi là Trung Hậu. Ngôi sao ở đây được định nghĩa là những người nổi bật trong những lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một nhân vật vô cùng đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu doanh nhân Lê Đăng Khoa. Chào anh, ngày hôm nay bộ trang phục của anh vô cùng ấn tượng. Vậy thì tại sao anh lại lựa chọn áo và quần khác màu để xuất hiện trong chương trình này? Áo với quần em cũng đang khác màu nè. Dạ, nhưng mà em thì theo một cái phong cách rất là basic, là ở trong đen hết. Và điểm nhấn là một cái áo vest màu. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. Em sẽ cho anh những mảnh ghép và chúng ta sẽ trò chuyện với những mảnh ghép này. Chúng ta bắt đầu nhé. Nhìn vào bức hình này, anh tập trung vào điểm đen và vết nhơ hay là những mảng trắng? Ở điểm đen em. Quả thật thì con người chúng ta thường có xu hướng là nhìn nhận vào những khuyết điểm của người khác. Cái đó là em nghĩ, là em gài anh nè. Không sao ạ, bởi vì chúng ta nếu mà nhìn ở một khía cạnh khác, lật mặt giấy lại thì em lật lại cái mặt kia cho anh coi. Dạ đây. Cái này ai bảo em là điểm khuyết điểm? Điểm đen trong mắt anh là sự nổi bật khác biệt giữa đám đông. Cũng là một cách để nhìn. Sáng. Khi mà anh nhìn vào rõ ràng, anh sẽ thấy từ sáng. Nhưng nếu mà nhìn tổng thể thì nó là một mảnh đen thui. Chúng ta sẽ thường thích nghe những điều mà chúng ta muốn hơn là lắng nghe những điều mà nhân vật trong. Em đang nói bản thân em đó. Mình em nói một mình phán đoán như một mình em áp đặt vô đầu anh luôn. Dạ vâng, bởi vì em muốn chuyển tải thông điệp này. Với cái điểm nhìn như thế này thì rõ ràng dư luận có một sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Vậy thì anh đã có bao giờ trở thành con cờ của dư luận hay của truyền thông hay chưa? Mà anh nhìn vô đây thấy cái chữ sáng thôi nè. Sao mà em phân ra thành dư luận, tâm điểm, truyền thông gì trong này hay vậy? Lại tiếp tục là câu chuyện điểm nhìn anh. Màu hơi áp đặt cái nữa là gì? Khi mình phỏng vấn một cái nhân vật á, mình hạn chế bắt họ phải theo cái suy nghĩ của mình. Họ sẽ cảm thấy không có thoải mái, sẽ cảm thấy là mình không có lắng nghe. Và họ rất là dễ bật lại mình. Vậy thì anh phát hiện ra cái điểm là anh với em đang rất là khác nhau về vấn đề về tư duy. Em quá phức tạp và anh quá đơn giản. Và mình ghép thứ ba, hào quang và ánh sáng. Này anh không thấy hào quang nha, anh thấy diễn trường. Dạ, đây là một cái sân vận động với những khán giả rất là cuồng nhiệt. Cuối cùng, bức hình về bút và mực. Em muốn hỏi anh rằng với những bạn trẻ, cách nào để họ có thể làm đậm nét cá tính của mình và xây dựng thành công thương hiệu cá nhân? Quan điểm của anh, không một ai có thể viết được cái tính cách của mình để lòng của bất cứ ai. Mình chỉ có thể tập trung, trao dồi kỹ năng bản lĩnh của mình để mình ngày một khác biệt, ngày một nữa. Và với những mảnh ghép này thì gợi cho anh một cái liên tưởng về một câu ca dao tục ngữ nào hay không? À, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và đó cũng chính là thông điệp ngày hôm nay mà em muốn mang đến khán giả. Xin chào khán giả của chương trình Thử thách cùng Lan Nhi. Và người sẽ thực hiện thử thách ngày hôm nay chính là doanh nhân Lê Đăng Khoa. Mềm. Và thử thách Lan Nhi dành ra cho anh đó chính là anh hãy hoàn thành một bình hoa hướng dương trong vòng 3 phút. Khó quá, nhỏ lớn mới biết cắm bông đó. Lan Nhi sẽ hỗ trợ anh mặc dù Lan Nhi cũng không biết cắm bông. Ở đây thường nếu như em mời anh tới để cắm hoa, 100% là em sẽ không bao giờ có được cái sự gật đầu của anh. Vì người đàn ông này. Có một số người họ không ấn tượng lắm, họ không thiện cảm lắm với hình ảnh một người đàn ông cắm hoa, nhưng mà lại rất thích được đàn ông tặng hoa. Rất là hợp lý. Rất là hợp lý. Đúng rồi, người phụ nữ họ cũng chỉ quan tâm món quà họ nhận thôi mà. Chứ bây giờ cắm xấu quá mà có tặng họ nhìn một lúc mà cũng chán. Anh cắm hoa có vẻ rất là điềm tĩnh. Không có bình tĩnh chắc chết rồi. Trong trường hợp nào thì anh có thể kiểm soát được bản thân mình nhất? Bây giờ mất bình tĩnh không còn là một sự lựa chọn. Còn trẻ thì mình còn được quyền mất bình tĩnh đúng không? Tại vì mất bình tĩnh còn la làng lên được, mét người này mét người kia. Cái vấn đề khác biệt nhất khi mà em làm cái lãnh đạo, người đầu tàu là cho dù em mất bình tĩnh em phải ngậm vào mồm, vì em la lên thì cũng không ai nghe em được. Và có lẽ là cách giải quyết quan trọng nhất là tự chúng ta phải vượt qua tất cả, đúng không ạ? Lan Nhi được biết là sau 4 năm học tâm lý học tại Mỹ và chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp, thì lúc đó ba anh kêu anh về Việt Nam. Anh quyết định từ bỏ ước mơ của tuổi trẻ, những năm tháng học hành phấn đấu, để về làm kinh doanh vì nghĩ kinh doanh nhiều tiền hơn. Kinh doanh nhiều tiền hơn là em nghĩ. Thật ra anh vẫn đặt cái vấn đề cái chữ hiếu. Và ở cái thời điểm đó anh nghĩ là cha mẹ của mình quá mong muốn quay trở về để có thể hỗ trợ cho gia đình thì mình phải quay về. Và có lẽ là tuổi trẻ mà chúng ta dù có hoài bão như thế nào, muốn trải qua nhiều thử thách hơn nữa, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là nền tảng từ gia đình. Rất ấn tượng từ phục trang, giọng nói, sự chuẩn bị. Nhưng mà có vẻ là em nghĩ nó quá là nhiều, nên so với các bạn thì em lại quá đơn giản. Để giúp cho các bạn có thể tự tin hơn trong phần thử thách diễn giả tự sự cuộc đời của mình, anh có những chia sẻ gì với các bạn? Anh muốn dùng cái từ nó ngắn gọn là kỹ năng mà tụi em sắp sửa phải đối mặt là kỹ năng kể chuyện. Là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng để xây dựng thương hiệu, cho dù đó là thương hiệu doanh nghiệp hay thương hiệu bất cứ một cá nhân nào. Thì cá nhân của anh là như vậy, một cái câu chuyện hay chắc chắn nó phải là một câu chuyện thật.
tụi em không thể nào kể một câu chuyện giả được. Đặc biệt là tụi em có ý định trở thành một cái người được dư luận chú ý. Tụi em sẽ làm nghề người dẫn chương trình. Chắc chắn trong tương lai gần thôi, tụi em sẽ được gặp rất nhiều hoàn cảnh. Có những cái số phận giả mang tụi em rất nhiều. Nên cái chiêu mà rớt nước mắt để gây chú ý là cái chiêu cuối cùng. Em phỏng vấn người có số phận bi đát, em phải để cho người ta khóc chứ không phải em khóc trước người ta rồi em nói kiểu gì nữa. Như vậy là kể một câu chuyện để thuyết phục được, đầu tiên đó phải là một câu chuyện thật. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng nên cân nhắc trong việc mình nêm nếm liều lượng về những giọt nước mắt trong câu chuyện mình kể. Không có nước mắt. Và cái thứ ba, bưng đúng một món thôi. Món đó là cái gì? Ba cái đó đủ chưa anh? Trời, ba cái đó thôi là sáu gương mặt này phờ phạt rồi. Các bạn thân mến, ở chặng cuối của gương mặt truyền hình 2018, như các bạn cũng biết, doanh nhân Lê Đăng Khoa sẽ là giám khảo khách mời duy nhất của mùa giải năm nay. Doanh nhân Lê Đăng Khoa sẽ cùng với ba huấn luyện viên, tôi, anh Nguyên Khang và chị Thảo Nhi, quyết định bốn gương mặt nào sẽ chính thức có mặt trong đêm gala sắp tới. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Lê Đăng Khoa đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay, và thay mặt cho ekip sản xuất chương trình xin được gửi đến anh biểu tượng của chương trình. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin được chào mừng top 6 của gương mặt truyền hình 2018. Một lần nữa chúng tôi chúc mừng các bạn đã có mặt ở chặng cuối của mùa giải năm nay. Và hôm nay chỉ còn có 6 chiếc ghế với 6 gương mặt này. Các bạn đã có mặt trong ngày hôm nay là các bạn đã rất thành công. Các bạn đã đi bằng chính đôi chân của mình để bước vào những chặng đường cuối cùng trong cuộc đua năm nay. Tôi có cảm giác các bạn đang là những chiến binh sung sức nhất, thần thái nhất và phong cách nhất. Có một câu nói tôi rất tâm đắc: dưới trướng các tướng tài không có quân sĩ dở. Chúng tôi là những người thầy tự hào là có bản lĩnh và có phong cách. Và các bạn có những khách mời là những người nổi tiếng. Các bạn đã có những tướng tài để đồng hành cùng với các bạn. Và điều bây giờ là những quân sĩ ở đây phải chiến đấu một trận chiến thật là oanh liệt và khiến cho chúng tôi tự hào. Tụi em còn quá trẻ, đoạn đường phía trước tụi em đó là câu chuyện vài chục năm. Nên cái chuyện thắng thua ngày hôm nay nó không mang một ý nghĩa gì quá to lớn. Dù hôm nay ai ở lại, ai đã đi, cái tụi em phải cảm thấy tự hào đó chính là cái kiến thức, kỹ năng mà tụi em đã được đào tạo trong suốt thời gian vừa qua. Anh Lê Đăng Khoa đã thay mặt cho chúng tôi động viên các bạn, và đây là giờ phút cuối cùng để các bạn tỏa sáng. Tôi mặc một bộ đồ bơi như thế này để đi bơi, và khi tấm ảnh được đăng tải trên trang Facebook cá nhân thì có một người bà con đã gọi cho mẹ, giọng đầy hậm hực: nó hư rồi. Trong khi tôi nghĩ là điều này nó cũng bình thường, giống như là việc đi tiệc thì mặc đồng và đi làm thì mặc đồng phục công ty. Quần áo mặc đúng là đẹp, đúng lúc và đúng cách, chứ đâu phải hở là hư. Rõ ràng là chúng ta không thể làm vừa mắt và vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn tự hỏi là hư là gì? Có quá ghê gớm không? Có phải là do chúng ta đang sống trong một thời đại nhanh gấp đến độ mà tivi, điện thoại hay là bất cứ thứ gì hư, ta đều sẵn sàng vứt đi và thay mới, thay vì là đem đi sửa? Nếu hư, vẫn sửa được mà, bình tĩnh sống. Sau mỗi tập của gương mặt truyền hình thì cha mẹ tôi đều từ dưới quê gọi lên, giọng như là nhòe đi vậy: con luôn là niềm tự hào của gia đình, luôn như thế. Bạn biết không, với tôi, đó đã là một phần thưởng. Nhưng sau khi đoạn video này phát sóng thì tôi biết rằng mẹ tôi vẫn rất đau lòng. Không phải vì mẹ nghĩ tôi hư, mà vì mẹ đang nghĩ cho suy nghĩ của những người xung quanh lên con gái của mẹ. Nhưng mà cha mẹ hãy yên tâm nhé, vì đã đến lúc ta thôi đánh giá đạo đức của một người chỉ bằng vẻ bề ngoài của họ. Cô gái mà bạn đang nghĩ về bằng những định từ khiếm nhã chỉ vì cô ấy mặc một bộ đồ thiếu vải, cô ấy chăm chỉ làm việc, âm thầm trao những hộp cháo nóng hổi tự tay mình nấu cho những người cơ nhỡ trên đường hàng đêm, và cô ấy có thừa sự yêu thương từ những em nhỏ bệnh nhi ung thư mà cô ấy ghé thăm và chăm sóc hàng tuần. Bạn thấy đấy, hư hay ngoan đâu có khác nhau ở tấm áo, mà khác nhau trong định kiến của người đời. Cho nên điều cuối cùng mà tôi muốn nói ngày hôm nay đó chính là việc đặt ra câu hỏi gái hư hay gái ngoan không quan trọng bằng việc trả lời câu hỏi bạn đã sống có ích cho xã hội hay chưa, được lòng người xung quanh chưa, và công bằng với bản thân mình hay chưa. Hãy ngừng phê phán. Tôi là Phương Uyên của gương mặt truyền hình. Theo Phương Uyên, em là gái hư hay gái ngoan? Em nghĩ mình là một cô gái tốt. Em rất táo bạo, em rất chịu chơi, chị phải dùng một từ như vậy. Cái một cái ý anh không có đồng ý với em là không phải cái hư nào cũng sửa được, có những cái hư không bao giờ sửa được. Cái đó là mình suy nghĩ tích cực thôi. Ngày hôm nay khi em chọn một bộ trang phục này với cách thể hiện của em thì anh cảm nhận được sự quyết liệt của em với gương mặt truyền hình. Cái cách dẫn của em á rất là hay, rất là lôi cuốn. Giả dụ em cũng sẽ giống như một cái cô họ hàng đó,
lỡ một lần đưa một cái thông tin mà sau đó mình phát hiện là không đúng, cũng giống như cái cô họ hàng đó, em sẽ gỡ lại một cách nào? Nếu như em là người họ hàng đó, sau khi em xem đoạn video clip này, em sẽ gọi cho mẹ và em sẽ nói lại là tôi đã xem con chị và tôi tin rằng cô ấy sẽ thành công bằng chính cái cách mà cô ấy đang làm. Và em đang hy vọng rằng người đó sẽ làm như vậy ạ. Người truyền cảm hứng cho cuộc sống của bạn là ai? Có thể là một người thầy, một người thân trong gia đình, một người bạn. Nhưng đối với tôi, đó chính là mẹ của tôi. Mẹ của tôi khi trẻ rất đẹp, mẹ yêu thích sân khấu. Nhưng ở thời điểm đó, với quyết định lập gia đình ở tuổi 20, mẹ đã gác lại những ước mơ tuổi trẻ của mình để dành sự quan tâm cho gia đình và chúng tôi. Có đôi lúc tôi tự trách mình có hơi vô tâm khi công việc cuộc sống bận rộn đã quên đi những cuộc gọi về cho gia đình. Nhưng dường như mẹ thì chưa bao giờ ngừng quan tâm tôi. Mấy hôm vừa rồi tham gia một cuộc thi, mẹ có nhắn tin và nhắc nhở và hỏi thăm tôi, con có ổn không? Nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe, mẹ lo. Thực sự khi nghe những dòng tin nhắn như vậy thì bản thân tôi mới nghĩ lại suốt quá trình mình lớn lên, luôn luôn có mẹ sát sao, theo dõi và đồng hành trong từng chặng đường. Tôi quyết định từ Bắc vào Nam học tập và làm việc, rồi từ vị trí của một cô cử nhân luật trở thành một người dẫn chương trình. Có những lúc tôi vấp ngã, cũng có những lúc tôi thất bại, nhưng mẹ luôn là người dõi theo, ủng hộ cho những quyết định, mặc dù đôi khi nó chưa thực sự là một quyết định đúng đắn của tôi. Tôi đã 26 tuổi, nhưng đối với mẹ thì lúc nào tôi cũng như một đứa trẻ như vậy. Và tài sản của tôi là những trải nghiệm. Và tôi cũng đã có những lúc làm mẹ tôi chạnh lòng. Nhưng tôi tin rằng với những nỗ lực của mình ngày hôm nay, thì tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mẹ chỉ cần yên tâm, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Mẹ chỉ cần tin con thôi. Em làm như thế này mà chương trình phát 11 giờ tối là người ta tắt tivi và ngủ gục chắc luôn. Rất cảm xúc, đầy tính nhân văn. Nhưng cũng phải biết rằng mình đang thi một cuộc thi người dẫn chương trình. Một cuộc thi mà em phải thể hiện khả năng nói, giọng đọc, thần thái của em. Nhưng chị không thấy điều đó. Thì em cũng xin được chia sẻ một chút. Ban đầu thì đề tài của em thì em nói về bản thân, trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình em đi làm. Tuy nhiên thì sau đấy là em có nhận được tin nhắn của mẹ em. Mẹ em cũng có hỏi là tham gia thi như vậy, thời gian đi làm nó cũng phải sắp xếp, rồi con có đủ chi phí để mà lo cho những bộ trang phục, lo cho những cái chuẩn bị trong cuộc thi không? Giá như mà em đưa cái chi tiết đó vô là em bảo đảm lấy được nước mắt của ít nhất là một trong bốn người tụi anh. Giống như hồi nãy chị Nhi nói, đây là cuộc thi gương mặt truyền hình. Em phải cho người ta thấy được một thứ mà tất cả những người MC khác khó lòng có được ngoài em. Ngày hôm nay nó là top 6 rồi, nó cần sự khác biệt. Sau phần nhận xét của anh Tài, anh muốn em thử lại một cái tông khác hoàn toàn. Anh thì rất đồng quan điểm với ý kiến của anh Khoa, chị Nhi và cả anh Khang. Anh trân trọng việc em lựa chọn những khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện ở chặng cuối của gương mặt truyền hình để chuyển một thông điệp đến gia đình. Nhưng anh nghĩ rằng đây là một cách làm cực kỳ nguy hiểm. Nói chung là như vậy, câu chuyện của em rất hay. Rất hay, anh cũng nhưng nó nên nằm ở một tình huống khác. 30 giây dành cho em, bắt đầu. Đối với những người sống xa gia đình thì có thể điều mà chúng ta thường nghĩ tới đó là cơm nhà. Đối với Thanh Thanh thì đã vài tháng nay mình không được thưởng thức một bữa cơm nhà rồi. Và ngày hôm qua thì tôi có gọi điện cho mẹ, nói là mẹ ơi con thèm cơm mẹ nấu. Và ngay lập tức thì chiều hôm đó là đã có một hũ gà kho và vài chiếc nem rán gửi lên cho tôi. Câu chuyện tôi muốn nói đến với các bạn ở đây không phải là việc được ăn bữa cơm, mà là việc cảm nhận gia đình, bố mẹ luôn là những người theo sát và đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường. Và tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta dù có bận rộn như thế nào thì hãy dành những thời gian cho gia đình. Có một câu nói rằng thông minh là một khả năng nhưng lương thiện lại là một sự lựa chọn. Đúng là như vậy. Cuộc đời chúng ta là kết quả của nhiều sự lựa chọn khác nhau tại những ngã rẽ của cuộc đời. Lần đầu tiên tôi nói với bạn tôi rằng tôi muốn trở thành một người dẫn chương trình. Bạn tôi nói người dẫn chương trình có gì đâu mà mơ ước. Lần đầu tiên tôi đến với sân khấu chỉ đơn giản vì muốn lớp đạt chỉ tiêu trong một cuộc thi dự chức sinh viên. Lần thứ hai, khi đã sở hữu cho mình các giải thưởng tại các cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia và siêu mẫu quốc tế. Thế nhưng, một lần nữa, tôi lại chọn từ chối hầu hết các lời mời liên quan đến nghệ thuật khác chỉ vì mối tình đầu nói với tôi rằng em có thể tốt nghiệp và đi làm một cách bình thường được không? Lần thứ ba,
Tôi chọn kết hôn và đến với công việc kinh doanh của gia đình cũng vì muốn bố mẹ tôi yên tâm rằng tôi đã ổn định. Thế nhưng vì sao tôi vẫn chưa hài lòng với bản thân mình? Mặc dù bên ngoài mọi người nhìn vào đều nghĩ tôi đã quá viên mãn và đủ đầy với những sự lựa chọn mà tôi đã làm. Vì hơn ai hết, bản thân tôi biết rõ mình thực sự không sống đúng với bản thân của mình, chưa từng nỗ lực vì những đam mê của mình. Nên Hoàng Ngân của ngày hôm nay đến với gương mặt truyền hình 2018 là một sự lựa chọn của chính bản thân tôi. Và tôi lựa chọn Lương Thiện một cách tri thức và văn minh, lan tỏa tiếng nói đến với mọi người. Cái mối tình đầu đó có phải là câu chuyện của cái người mà em kết hôn để ổn định cái cuộc sống của mình không? Dạ không, tình đầu luôn luôn đau khổ như anh Khoa nói. Thường, thông thường. Thế thì bây giờ mời anh Khoa đi. Rất ấn tượng, rất là chừng mực và thể hiện được em bước tới cái chương trình gương mặt truyền hình 2018 này với một sự chuẩn bị và quyết liệt. Cái sự quyết liệt có chuẩn bị là hai tố chất hàng đầu được bất cứ một cái thành công nào. Ủa nhưng mà như nào, nghe cái câu chuyện này xong em không biết động mà là cái gì? Động rất nhiều thứ em. Để cho anh Tài chưa động cho anh Tài nói trước. Ví dụ như gái ngoan gái hư thì em thấy rồi. Còn cái câu chuyện này rốt cuộc là câu chuyện gì? Rốt cuộc động là động cái gì? Anh nói liền cho em 3 điểm động. 1, 2, 3 mời anh. Tại sao phải nói liền? Tóm lại một ý là ngày hôm nay em đã thực sự có duyên với công việc dẫn chương trình truyền hình. Nhưng tại sao tự nhiên em lại rẽ qua một cái hướng là về nói về lương thiện, nói về sự văn minh, cái sự sống tử tế. Thế thì nó có liên quan gì nha? Nghĩa là mình sẽ lan tỏa tiếng nói một cách văn minh thôi ạ. Nghĩa là... Thì tại sao em không thể hiện? Ngày hôm nay tôi đến với công việc người dẫn chương trình. Tôi muốn trở thành một người dẫn chương trình có phong cách sống tử tế, sống văn minh. Thế là đủ. Là giết gà dùng dao mổ voi á. Mà nó khiến cho người xem bị rối não. Nếu mà hưởng ứng theo trào lưu Rich Kid đang xôn xao cộng đồng mạng thì ngày hôm nay chúng ta có Sát Khoa đang có mặt ở đây. Thì không biết em có thể hỏi bộ trang phục của anh giá bao nhiêu hay không? 11 triệu. Quả là một con số ấn tượng hay không ạ? Bình thường. Nhưng trong thực tế cuộc sống không phải bất kỳ điều gì cũng có thể được quy đổi ra tiền một cách sòng phẳng như vậy. Dạo một vòng Facebook á, thì tôi thấy nhan nhản các bạn trẻ liên tục cập nhật những dòng trạng thái than vãn. Đại loại kiểu như là tại sao tôi phải dành cả thanh xuân để học? Tại sao tôi phải làm mười mấy tiếng đồng hồ một ngày chỉ để nhận mấy chục ngàn đồng? Tại sao tôi phải tăng ca đến nửa đêm khi khách hàng cao hứng đổi brief? Và tôi cũng có một cậu bạn thân trạc tuổi và cũng trẻ tuổi, nhưng cậu lại có một thói quen hết sức kỳ lạ. Cậu thường đi ngủ vào 6 giờ hoặc 7 giờ tối và thức dậy vào 1 giờ sáng hôm sau. Cậu cao tầm 1m7 nhưng chỉ nặng vỏn vẹn khoảng 45 cân. Và cuộc đời của cậu thì cũng trải qua không ít những rắc rối. Khi đi học thì cậu bị giáo viên xé nát bài thi trước mặt các bạn học. Cậu bị bạn bè đồng trang lứa đồn đại là cậu đang nuôi Kumatong, một loại ngải của Thái Lan. Cậu bị chính ba ruột của mình trong một đêm say xỉn về và hất đổ toàn bộ trong sách vì nghĩ là cậu bị tâm thần. Và còn mẹ ruột của cậu thì đã nắm tay cậu thế này và khóc ròng, nói là làm ơn mẹ chỉ cần một đứa con trai bình thường như những người khác. Sau hàng loạt những biến cố đó, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghe cậu than vãn bất kỳ một điều gì cả. Và rồi mọi người có biết kết cục của cậu như thế nào không? 5 lần đứng đầu học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi văn cấp quốc gia và 2 lần đoạt ngôi vương trong các kỳ thi sinh viên cho thành phố và hàng loạt những danh hiệu danh giá khác. Và ngày hôm nay cậu ấy đứng đây can đảm trong top 6 gương mặt truyền hình để nói về cuộc đời mình trước mặt những vị ban giám khảo. Và cậu mong những bạn trẻ cũng đừng than vãn hay đòi hỏi bất kỳ một giá trị sòng phẳng nào khi bạn chỉ mới là người bắt đầu. Bởi vì ngoài năng lực hay thái độ thì yếu tố quyết định thành công của một con người chính là tầm nhìn. Và tôi là Phan Trung Hậu với hashtag ngừng than vãn. Anh biết là cái người mà thích nhất cái phần trình bày của em đó là Sắc Hoa. À không hề. Sao anh không nói là em? Với cái thần thái của em, với cái cách thể hiện của em không chê vào đâu được. Cách mà em đi vòng quanh mọi người để thu hút cái sự tập trung của em, đó là một cái sự thông minh. Cái mà anh cảm thấy thích nhất ở đây đó là em truyền một cái thông điệp về việc không nên than vãn với những gì xảy ra trong cuộc sống. 2 phút hay 3 phút của em nó có tác dụng hơn rất nhiều bài học đạo đức được giảng ở trường. Và anh thích cái điều đó. Chỉ có một điều anh không thích là em không có quan tâm đến cái camera. Em phải để ý là người ta bắt cái mặt của em cái hướng nào. Cái cảm nhận của anh là anh không biết là bộ phận camera có bắt hình em rõ hay không. Anh có một cái sự gọi là gợi cho em biết là tại sao tương tác với anh, với chị Nhi mà không phải với anh Khang đó. Anh thì không thích được so sánh với Rich Kid. Anh thích hỏi một đồ anh bao nhiêu tiền. Anh không phải là Kid. Cái cách của em xấy hai đối tượng, tại sao em chọn anh Tài, em chọn anh Khang, tại vì em biết rõ là tụi anh đều là đồ mượn. Bài hát văn hôm nay được em biên tập rất tốt, thể hiện một cách có trật tự. Tuy nhiên ở đây trong phần thể hiện anh nghĩ là về chất giọng em cần phải mượt mà hơn nữa. Một số vấn đề khác như phần nhắc nhở của anh Nguyên Khang ở vấn đề mà chúng ta thể hiện ngôn ngữ sân khấu như thế nào, góc máy ra sao, đó cũng phải là một vấn đề mà em hết sức lưu tâm. Có một câu hỏi em muốn dành cho em.
Cái câu chuyện đích kích 11 triệu đó liên quan gì cuộc đời của em? Dạ em chỉ muốn dùng nó là một cái cách mở đầu gây ấn tượng với mọi người. Mở bài phải liên quan thân bài em ạ. Dù em có đi vòng vo nhưng mà em vẫn kết lại trong phần mở của em là không phải trong thực tế cuộc sống. Nếu em giỏi văn và em chấp nhận là vì em nói vòng vo là em thua rồi. Style của bạn này nó là vậy đó Khoa. Tức là Khoa không có coi từ giúp cái đoạn mà lòng tiếng cho TVC nó cũng vậy. Chết rồi, nó không vậy có là liên em quan khó đến lòng mà vẫn chính luận được như anh Tài lắm. Bởi vì chính luận là không vòng vo. Để cho anh Khoa hiểu hơn giờ em đọc lại bài thơ. Lúc mà vòng thi đọc TVC quảng bá là 2-3 vô 2-3. Yêu nhau đừng có dây dưa, xưa hay quăng thính giờ chừa nghe chưa. Thích thì nhích chớ đẩy đưa. Trời ơi, trả nhận thì thưa thốt gì. Hay nàng chê hộp bé tí. Rồi ngưng, chết rồi, em bị em tài hại rồi. Bài thơ cũng không liên quan câu hỏi của anh. Bạn có tin chúng ta có nhiều hơn một người mẹ. Tôi ở với bà ngoại từ năm 1 tuổi và gọi ngoại là má. Lúc đó má gánh cá đi bán. Một đầu là cá, một đầu là tôi. Tôi theo má rong ruổi đi khắp nơi. Nên hồi đó ai cũng nói tôi đen như cục than. Lên mẫu giáo tôi biết cách vòi tiền ăn vặt từ má bằng cách nhổ tóc bạc. Mỗi cộng tôi lấy 100 đồng. Năm tôi lên lớp 1, má mua được một chiếc xe máy chở tôi đi học. Rồi má còn chở thêm mấy đứa con của các dì. Tổng cộng 5 bà cháu trên một chiếc xe. Có những ngày giờ học thêm sát giờ tan trường, má đem cho tôi một cà mơn cơm. Hôm thì thịt kho tiêu, hôm thì cá chiên nước mắm. Đến năm cấp 2, tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ và không chịu ăn cơm trong cảm ơn của má nữa. Giờ nghĩ lại, tại sao tôi phải xấu hổ vì cảm ơn cơm của má? Nhiều lúc ở xa nhà, thèm được về ăn cơm má nấu, có mặn, có cay. Về để má chở đi khắp nơi, và tôi ngồi sau ôm má thật chặt. Về để nhổ tóc bạc cho má, nhưng mà tóc má cứ rụng mỗi ngày. Má không còn tóc nữa, má cũng không còn vững tay lái để chở tôi lên con dốc cao đậu ngọ. Má chỉ chở được tôi trên những đoạn bằng phẳng, vắng người. Má cũng không thể ngồi thật lâu bên bếp than để chiên cho tôi từng con cá thật giòn. Nhưng má có thể làm tất cả vì tôi. Má học cách sử dụng điện thoại để gọi cho tôi mỗi ngày và hỏi ăn cơm chưa? Bao giờ về? Cứ 2 tuần, má lại gửi dăm 7 món ra Sài Gòn cho tôi. Má nấu nửa tiếng, nghỉ 2 tiếng. Ở tuổi 20, 30 hoặc là hơn thế nữa, chúng ta nghĩ mình phải có một công việc ổn định, phải thực thành công, phải có danh tiếng. Nhưng tất cả không quan trọng bằng vẫn còn má. Tôi có nhiều hơn một người mẹ. Trong 2 phút ngắn ngủi đó, em là cái người có thể làm cho anh chuyển động cảm xúc rất là nhiều. Và anh nói thẳng với em luôn, rất ít người có thể làm được chuyện đó. Đối với cá nhân anh, giọng của em, cái cách thể hiện của em á, nó bớt đi cái sự diện. Câu chuyện của em nó có 2 cái tông. Đầu tiên là em đưa vô một cái chút gì đó nó vui, nó nhẹ nhàng. Nhưng em lái từ từ cái cảm xúc nhẹ nhàng để đẩy người xem đến cái cung bậc cảm xúc chuyển đổi của cái sự xúc động. Đó là 2 cái thái cực khác nhau trong cùng một cái câu chuyện, mà cái chuyện này rất là khó làm. Em biết sử dụng cái đạo cụ của em, em di chuyển rất hợp lý. Và cái thứ ba là cái ánh nhìn. Em không bao giờ nhìn tập trung vào cái camera, mà em đẩy nhẹ cái ánh mắt qua những cái mentor để truyền cái cảm xúc. Chỉ có một điều anh cảm thấy hơi tiếc một chút, là nếu như mà em kìm được cái sự xúc động của mình, đừng để cho nó bị đỏ hoe cái đôi mắt, và cái giọng của em nó hơi bị lạc tông một tí xíu, thì cái cảm xúc của em nó sẽ trọn vẹn hơn. Em xin chia sẻ là em rất là cố không khóc, tại vì anh Tài và anh Khoa có dặn là khóc là đánh rớt. Anh nghĩ là ngày hôm nay có một cái mối duyên rất là lớn để anh gặp được em. Thì anh muốn chia sẻ một điều, chỉ có những cái số phận chịu rất nhiều thử thách và bi kịch mới tạo ra được những phiên bản tốt nhất. Và em phải tự hào vì cái cuộc đời mà em vừa bước qua. Anh thì có một ý kiến hoàn toàn khác với ý kiến của anh Lê Đăng Khoa, chị Thảo Nhi và anh Nguyên Khang. Chính câu chuyện của em đã làm lay động được giám khảo khách mời và các huấn luyện viên. Tôi đánh giá cao về điều đó. Tuy nhiên ở một bệnh viện khác, tôi nghĩ rằng với câu chuyện này, dường như em bỏ quên đi người mẹ ruột của chính mình. Và tôi đang rất lo ngại, nếu như mẹ ruột của Lan Nhi xem câu chuyện này, thì liệu là bà sẽ có những cảm nhận như thế nào? Mặc dù người má có một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của em. Anh muốn Nhi có thêm một phút nữa để Nhi chuyển một tình cảm đến ba mẹ của mình. Ba mẹ, mặc dù là con nói về bà ngoại, nhưng mà đối với con thì ba mẹ vẫn là những người mà con rất yêu thương và kính trọng. Mong là ba mẹ có thật là nhiều sức khỏe và con luôn nhìn thấy bà ngoại và ba mẹ bên con mỗi ngày ạ. Thưa quý vị, được trả 7.000 đồng trong một giờ,
làm việc 8 giờ trong một ngày và chỉ được nghỉ duy nhất một ngày trong một tháng, thì thử hỏi quý vị có thể tính rằng tổng thu nhập một tháng được bao nhiêu ạ? Nhưng đó là tất cả nguồn sống của tôi tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm 10 năm trước. Và tôi rớt đại học, buồn nhiều lắm, nhưng mà phải cố gắng phụ giúp ba mẹ để có công việc, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Và ngày qua ngày, tháng qua tháng, cái Tết gần kề. Ba mẹ ơi, con ở lại Sài Gòn làm thêm nha ba mẹ. Buồn lắm chứ, sống xa gia đình mà. Nhưng vui và phấn khởi nhiều hơn, bởi vì lần đầu tiên được ăn Tết ở Sài Gòn, lần đầu tiên được biết đến đường hoa Nguyễn Huệ như thế nào, và lần đầu tiên kiêm luôn cái việc làm giám đốc nhân sự cho cô chủ quán, ở việc là tìm thêm người phụ giúp việc Tết cho cô. Cố gắng thuyết phục mãi thêm hai bạn nữa ở cùng khu tập thể ở lại làm cho cô. Và thế rồi, sau khi làm việc xong, bao nhiêu giao ước, bao nhiêu hẹn thề của cô chủ quán dường như đổ sông đổ bể. Mày muốn bao nhiêu tiền? Mày nói đi, con nít mới bay lớn mà mày đặt đòi hỏi. Cầm lấy tiền mà đi về đi, bao nhiêu đó là đủ rồi. Đó là những lời tôi nhận được từ cô chủ quán sau khi thắc mắc về các khoản chi trả mà cô chủ quán đã hứa hẹn giao kèo trước đó. Và tất cả như những ly cà phê này, những vệt đen của ly cà phê đang lăn dài trên chiếc áo trắng này của một cậu thanh niên chỉ với 18 tuổi và đặt chân lên Sài Gòn ăn Tết sống xa gia đình. Quý vị có biết không, buồn lại thêm buồn nhưng chẳng dám nói lời nào với ba mẹ mình cả. Và tôi lại phải đứng lên trên chính bàn chân của mình, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Bởi vì tôi tin một điều rằng sống trên đời này muốn thành công phải trải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dài mới có khôn. Muốn thành công phải trải qua nhiều thất bại, trên đường đời có dài mới có khôn. Thì anh nghĩ rằng là với vai trò của một người truyền cảm hứng, khi mà em dẫn giải nhiều tiết tấu câu chuyện và em chốt hạ được vấn đề, thì đó là một cái hay của em. Em thể hiện những cái đắng cay trong cuộc đời của em rất là thật thật, từ ánh mắt cho đến cái giọng nói. Điều nữa là cũng chịu hy sinh cái áo của mình. Anh thì lại suy nghĩ ngược lại. Với anh không bao giờ làm thấp hình ảnh của mình ở trên truyền hình. Nếu như đó là một cái gì đó mà mình đã chuẩn bị sẵn thì được, nhưng không ai tự lấy một cái cốc cà phê mà đổ lên áo không. Của mình. Ví dụ thôi nha, khán giả truyền hình họ sẽ nói là anh này là người không biết trân quý cái tài sản của chính anh. Anh kể một câu chuyện về cuộc đời của anh khổ của nhập như này, có nghĩa là cái áo này lắp đủ bằng tiền mà em. Câu chuyện của em nó chỉ dừng ở mức cảm động. Những bạn phía trước họ cũng kể những câu chuyện rất cảm động, nhưng rõ ràng là gì, cảm xúc mà họ truyền được tới những vị mentor ngồi đây là quá kinh điển. Em bị thua chỗ đó. Với lại em à, đây là cuộc thi gương mặt truyền hình chứ không phải là gương mặt đau khổ. Kể chuyện buồn đừng dành với phụ nữ. Về cái câu chuyện mà em đang gây tranh cãi với mọi người ở đây là việc mà em hất ly cà phê vào trên chiếc áo trắng của mình, thì anh nghĩ rằng mỗi người sẽ có một luồng quan điểm khác nhau. Với anh đánh giá cao điều này, bởi vì có thể em đang đứng diễn giả cho cả trăm cả ngàn người. Những người ở rất xa em họ sẽ khó nhìn thấy, nhưng mà họ nhìn thấy được hành động của em như vậy thì họ cũng sẽ có một sự thu hút. Và bây giờ thì các bạn hãy nghỉ ngơi trong ít phút để chúng tôi có sự bàn bạc thảo luận, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong phần công bố Top 4 của gương mặt truyền hình 2018. Phần thi của hai bạn đó cũng quá so với 6 người còn lại là rất là tệ. Câu chuyện chặt hết Chú Huy là an toàn quá, quá an toàn. Kể một câu chuyện rất buồn nhưng mà lại rất là lạc quan. Để tạo được kỹ năng đó, rõ ràng là một cái sự luyện tập. Như vậy thì tất cả chúng ta đều đồng quan điểm là những giây phút cuối cùng tại nhà chung của gương mặt truyền hình 2018, chúng ta đã đi cùng với nhau một chặng đường đủ dài để chúng ta hiểu về nhau, để chúng tôi hiểu về các bạn. Các em là niềm tự hào của anh Tấn Tài, anh Nguyên Khang và chị Thảo Nhi. Em cũng muốn chia sẻ một vài điều. Đến thời điểm này em đã cảm thấy mình đã thành công ở việc là mình đã có được một môi trường thực sự tốt để rèn luyện. Tham gia cuộc thi không phải là một sự tình cờ của em, mà là một quyết định, một sự tính toán, một sự suy nghĩ rất là kỹ càng. Và đến thời điểm hiện tại, em cảm thấy đây là một quyết định thật sự đúng đắn. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng chúng em trong suốt cái chặng đường vừa rồi. Ngày hôm nay đứng ở đây là em đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu sau này cái tên Phan Trung Hậu thành công thì chắc chắn là nhờ vào gương mặt truyền hình. Thực sự rất là khó tìm cho mình những người thầy, người cô mà họ tận tâm chỉ dạy mình từ kỹ năng, kiến thức. Và càng khó hơn nữa tìm được những người thầy, người cô mà họ tận tâm chỉ mình cách sống tử tế hơn. Em cảm ơn các huấn luyện viên, cảm ơn anh Khoa rất nhiều ạ.
Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất. Đây là cái giây phút mà anh không bao giờ mong đợi hết. Vì nó giống như là từ chối cơ hội đối với một ai đó. Trước khi đưa ra cái kết quả cùng với tất cả các vị mentor ở đây, anh mong muốn hôm nay hai bạn nào không được đi tiếp. Anh mong muốn tụi em phải ý thức được rằng đây chính là cơ hội. Đôi khi bây giờ nó sẽ rất là đau, nhưng sau này mình nhìn lại nó là một món quà. Nó sẽ là một cái động lực để chúng ta chạy thật là nhanh, vươn thật là xa. Và nếu dành cho những bạn nào bước vào vòng trong, thì anh cũng mong là gì? Đây sẽ là một cái điểm khích lệ thôi, để cho tụi em có một cái động lực để tụi em bước một đoạn đường vô cùng dài sắp tới. Bây giờ thì cũng cho phép anh gọi tên thí sinh có biểu hiện xuất sắc nhất. Chúc mừng bạn Lan Nhi. Ngày hôm nay tôi đánh giá rất cao bởi cách em chọn nội dung. Tôi cũng biết là ước mơ của em muốn có mặt trong chương trình 60 giây. Em biết tôi đang nói ai rồi đúng không? Cho bạn làm ở bất cứ ngành nghề nào đi nữa, thì sự sáng tạo luôn là nền tảng của sự phát triển để tạo ra những cái mới, cái hay và cái tốt. Và tôi thích những thí sinh dám mạo hiểm để chứng minh được rằng bạn có sự sáng tạo. Gái hư hay gái ngoan? Anh rất xúc cảm khi Phương Nguyên nói với anh rằng là em đến với gương mặt truyền hình hoàn toàn không phải là tình cờ, mà đó là một kế hoạch. Với vai trò là nhà sản xuất chương trình, anh rất trân trọng điều đó. Cảm ơn Phương Nguyên. Hôm nay phần trình bày của em cho anh cái cảm giác là giữa anh và em có vài điểm tương đồng. Đó là cái sự quyết liệt, niềm tin vào những cái mà mình đang có và mình tự hào những cái đó. Nhưng Uyên để ý một điều, sắp sửa tới đây thôi, có thể em sẽ trở thành một người MC được rất nhiều sự chú ý. Em sẽ sống với rất là nhiều luồng dư luận, nên những cái vấn đề mình đưa ra, hình tượng mà mình muốn xây dựng, nó đều phần phải có sự tính toán hơi kỹ càng. Và anh tin em là người rất giỏi tính toán và lên kế hoạch. Chúng ta chỉ còn một cái tên nữa chắc chắn có mặt trong đêm gala của gương mặt truyền hình 2018. Vì cuộc đời còn lắm khi mệt nhoài, vây quanh ta năm tháng ơi còn dài. Và bây giờ xin được chúc mừng Phan Trung Hậu. Đôi chân đang từng bước vững vàng. Với bất kỳ một kết quả nào thì chắc chắn rằng là cũng sẽ tạo nên sự tranh cãi. Tuy nhiên, với vai trò là huấn luyện viên, đồng thời cũng là nhà sản xuất của chương trình, chúng tôi muốn chia sẻ một thông điệp rằng tất cả mọi quyết định của những ai ngồi trên ghế đóng của chương trình thì cũng đều mong muốn là sẽ giúp cho các bạn thí sinh sẽ ngày càng hoàn thiện thêm chính mình, cũng như là mang đến một sản phẩm truyền hình thật sự tốt nhất. Bốn bạn thí sinh bước vào đêm gala sắp tới phải thật sự bứt phá, khi đó các bạn sẽ chạm đến ngôi vị cao nhất. Chúng tôi sẽ có một cái hội đồng gồm các báo chí sẽ có mặt trong cái đêm chung kết cùng với chúng tôi lựa chọn nữa, nên thí sinh nào gây ấn tượng tốt nhất thì với phong độ cao nhất và đặc biệt nội dung sâu sắc nhất, tôi tin người đó sẽ xứng đáng đạt được ngôi vị quán quân của gương mặt truyền hình TV Face 2018. Một bạn thí sinh sau này là quán quân chưa thể khẳng định bạn sẽ trở thành một ngôi sao nếu mà bạn không tiếp tục cố gắng. Thanh nghĩ rằng là chỉ trong một thời gian ngắn thôi, khán giả sẽ được nhìn thấy Thanh Thanh của gương mặt truyền hình 2018 sẽ là một cô gái thành công hơn. Bài thi ngày hôm nay có thể là chưa hoàn hảo, nhưng mà đối với bản thân Ngân thì Ngân đã là một cái phiên bản tốt nhất của mình từ đầu chương trình đến giờ. Và Ngân hoàn toàn không hối hận về những gì mình đã làm. Huỳnh Như Nguyễn, Hải Linh, Hồng Trang, Nhật Trường, Thanh Thanh và Tinh Hoàng Ngân vẫn có cơ hội trở lại trong đêm gala nếu nhận được sự bình chọn của khán giả qua ứng dụng của Vatchel. Tải ứng dụng Vatchel, bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích. Với thử thách tôi là diễn giả ở trận cuối cùng của chương trình gương mặt truyền hình năm 2018, bốn gương mặt sẽ tranh tài tại đêm gala chung cuộc đã lộ diện. Chúc mừng Phan Trung Hậu, Phan Học Phương Nguyên, Nguyễn Nhị Lan Nhi và Phạm Thanh.